Hiệp 1 trận đấu giữa đội Việt Nam và UAE đã bắt đầu. Cầu thủ áo trắng đã mở đầu trận đấu bằng một đường bóng dài. Pha cắt bóng rất nhanh của Khalifa Mubarak. Abdurrahman. Quả phạt cho đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Cầu thủ đang bị đau là số 9 An Ababi. Pha va chạm giữa đoàn hậu và An Ababi, cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ Al Jazeera. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang bảo đảm cự ly đội hình để sẵn sàng bọc lót cho nhau. Đầy đủ cảm giác trong những bước chạy của đội tuyển Việt Nam. Sau ít phút đầu tiên chơi rất cao như một tiền đạo thứ hai, và lúc này Abdurrahman đã hoạt động rộng hơn, có mặt nhiều hơn ở khu giữa sân. Pha đi bóng của đoàn văn hậu rất mạnh mẽ. Chúng tôi nhận thấy là Văn Hậu trở về từ châu Âu mình dày hơn, tỏ ra mạnh mẽ hơn. Đó là điều thấy rõ ở các buổi tập. Văn Hậu vẫn chưa có bất cứ một phút thi đấu nào tại Saudi Thái Lan. Nhưng bên cạnh đó vẫn là những trận đấu thường xuyên trong màu áo của đội trẻ Herenveen. Chế độ tập luyện cùng với dinh dưỡng đảm bảo rõ ràng đã giúp cải thiện về mặt hình thể của đoàn Văn Hậu. Và đó là một trong những yếu tố mà ít nhất là cho đến lúc này chúng ta có thể cảm nhận được. Pha bắt bài rất nhanh, Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng. Đây là Hùng Dũng, có tầm vóc tốt và có thể chống bóng bổng hiệu quả. Tình huống bám đuổi có thể nói là hiệu quả của Quế Ngọc Hải. Pha tranh chấp tầm cao có động tác không đủ gọn của đoàn Văn Hậu. Có lợi thế về mặt quân số. Rất may đội bạn sút trượt. Đoàn Văn Hậu. Và cắt bóng là của Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền của Tuấn Anh cho Đoàn Văn Hậu. Pha phải báo vào Văn Hậu. Tình huống vượt rất hay. Anh Huy nhắc đến Robben, tôi mới nhớ đến tình huống mà Robben đã từng có cơ hội trong trận chung kết năm 2010 trước khi trận đấu gặp Indonesia bắt đầu, và đó là lý do khiến anh không thể vào sân. Bây giờ là lúc mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với một hàng tấn công. Chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Vượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào để bóng. Đó rõ ràng là một tình huống có ý đồ. Và ở những tình huống dâng cao của Trọng Hoàng luôn có xu hướng chám vị trí từ các vị trí tiền vệ trung tâm. Pha đổi cánh của Duy Mạnh. Quang Hải. Trước khi vòng loại thứ hai của World Cup 2022 bắt đầu, nhưng cũng cần phải thấy rằng Thái Lan đã trở lại với một vị thế của một đội bóng mạnh. Còn đội tuyển Việt Nam thì rõ ràng là một sự trưởng thành vượt bậc. Đường chuyền là của Quang Hải. Đoàn Văn Hậu. Công Vượng. Không được. UE dường như đã hết sức rồi. Họ cần phải ghi bàn, tuy nhiên cũng không thể đẩy nhanh tốc độ. Và chủ yếu có những pha lên bóng bởi khả năng kỹ thuật xoay sở. Họ
Hoàng Đức đành phải chuyền về vì không có ai xung quanh. Hùng Dũng, Borussia Dortmund và SC Hamburg. Pha dẹt gót của Văn Hậu. Các học trò của Văn Hậu dường như cũng đã chấp nhận thất bại. Và Văn Hậu, thời gian của trận đấu đã hết. Cách đây 12 năm Việt Nam thắng UAE tại Mỹ Đình là một bất ngờ, một cơn địa chấn. Nhưng ngày hôm nay nó không phải là địa chấn nữa. Chúng ta đã từng bước vươn lên, khẳng định được khả năng. Và bây giờ thì mỗi một trận đấu giữa thời Park Seo là một lần chúng ta có niềm vui, có được ngày hội. Các cầu thủ đã chứng tỏ được sự quả cảm trong lối chơi, một tập thể hết sức đoàn kết và khiến chúng ta rất đỗi tự hào. Với chiến thắng 1-0 hôm nay, đội tuyển Việt Nam được nhận hàng loạt giải thưởng. Tập đoàn City Group sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng với chiến thắng 1-0 này. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Tiến Linh. Tiến Linh, cầu thủ mở tỷ số cũng là khi bàn thắng duy nhất được tập đoàn Eagle Park thưởng 300 triệu cho phần thưởng cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên. Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp One Office trao thưởng bàn thắng quyết định cho Tiến Linh 100 triệu đồng. Xin hẹn gặp lại tất cả sau đây 5 ngày và chúng ta tiếp tục chờ tin chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam, những chiến binh sao vàng.